Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình. Còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua Đa-vít đã sắm, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đồng mà Sa-lô-môn đã làm, không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Sa-lô-môn và cả Israel đến từ miền về phía Ha-mát cho tới khe Ê-díp-tô nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Sa-lô-môn và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sa-lô-môn làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Sa-lô-môn rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này là một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm theo mọi điều ta phán dặn ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng: ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi. Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Cái nhà này dẫu cao giường nào, hễ ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng: cớ sao Đức Giê-hô-va có xử xứ này và đền này như thế? Thì người ta sẽ đáp rằng: bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, thờ lại và hầu việc chúng nó, nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Chương 8. Cuối 20 năm,
sau khi Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng sửa xây lại các thành mà vua Huram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Salomon đi đến đánh Hamat-soba và thắng được. Người xây thành Tác-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamat. Người cũng xây Bết-horôn trên và Bết-horôn dưới là những thành bền vững có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Salomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Salomon ước ao xây cất hoặc tại Jerusalem trên Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về Israel, tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon sai rước công chúa Pharaoh ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và hàng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy, tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Vả, các tài liệu mà Salomon dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion-gebe và Elot tại trên mé biển trong xứ Edom. Huram bởi tay các tôi tớ mình gửi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển. Chúng đi với các tôi tớ của Salomon đến Ophir, lấy tại đó 450 ta lân vàng và trở về cho vua Salomon. Chương 9. Khi nữ vương nước Sheba nghe đồn danh tiếng của Salomon, bèn đi đến Jerusalem, lấy những câu đố mà thử người. Bà có hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Bà đến cùng Salomon, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Salomon mà người không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã xây cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa các tôi tớ, thứ tự công việc của các quan và đồ mặc của họ, các quan chước tửu và áo sống của họ, cùng các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía, bèn nói với vua rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin lời họ. Và kìa, người ta chẳng thuật cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua. Vua thật trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các quần thần của vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua, thật có phước thay. Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua,
đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài, đặng làm vua cho Jehovah Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Israel, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình. Đoạn, bà dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý. Chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Các tôi tớ của Huram và tôi tớ của Salomon từ Ophir chở vàng đến, cũng có chở về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy mà làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va và trong cung điện vua, cùng những đờn cầm đờn sắt cho con hát. Trước khi trong nước Giu-đa, người ta chẳng hề thấy có giống như vậy. Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn, bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình. Vàng mà vua Sa-lô-môn nhận được mỗi năm cần đến 670 ta lân, không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán dong đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Salomon. Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siếc lơ vàng đánh giác, và 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 300 siếc lơ vàng. Đoạn, vua để các khiên ấy nơi cung rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng. Cái ngai có 6 nấc lên và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai. Cũng có thanh nâng tay bên này và bên kia của chỗ ngồi. Gần thanh nâng tay có 2 con sư tử. Lại có 12 con sư tử đứng trên 6 nấc bên hữu và bên tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Các đồ dùng để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng của cung rừng Liban cũng đều bằng vàng ròng. Trong đời Salomon chẳng kể bạc ra gì, vì vua có đoàn tàu vượt sang Tareshi với các tôi tớ của Hiram. Mỗi 3 năm một lần, đoàn tàu Tareshi chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Salomon, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, chúng đều đem đến vật mình tiến cống, nào những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, nào áo sống, binh khí, nào thuốc thơm, ngựa và la. Vua Salomon có được 4.000 tàu ngựa và xe, cùng 12.000 lính kỵ, để trong các thành chứa xe và gần bên vua tại Jerusalem. Người quản trị trên các vua từ sông Cái cho đến xứ Philippines và cho đến bờ cõi Egypto. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Có người đem cho Salomon những ngựa từ xứ Egypto và từ các nước mà đến. Các công việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách truyện Na-thang là đấng tiên tri, và trong sách tiên tri của Ahia người Silo, cùng trong sách dị tượng của Giê-đô đấng tiên kiến luận về việc Jeroboam con trai của Nê-bát. Salomon trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành của David là cha người. Roboam con trai người cai trị thế cho người. Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Các quan xét chúng nó bị ném xuống bên hòn đá, họ sẽ nghe lời tôi, vì lời tôi êm dịu.
Hài cốt chúng tôi bị rải rác nơi cửa âm phủ, khác nào khi người ta cày ruộng và tách đất ra. Chúa Giê-hô-va ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa. Tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi. Chương 14. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng: đây là Giăng Báp-tít, người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là bởi vì cớ Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng: vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy nàng bị mẹ xúi dục bèn tâu rằng: xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng: hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà, con nít. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy, thật là con Đức Chúa Trời. Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Chương 15. Bây giờ,
có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Sải có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả,
còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000, không kể đàn bà, con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.